Cam ơi, ở đây anh nhìn thấy có cái nhà bóng nào to chưa này? Đỏ đỏ vàng vàng nữa này. Anh Nhiệm ơi, hay anh em mình vào chơi đi. Đây là con gì đây nhỉ? Con gì mà lại có cánh với cái đuôi dài vậy? Lại còn có cả sừng nữa. Bip 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 bip. Tớ đang lái xe đây, mọi người tránh ra xa nhá. Cái xe này là xe gì? Mà sao trông nó lạ thế nhỉ? Phía trên còn thủng nóc này, có một cái đèn này. Xe màu đỏ, Fire Rescue. Cái xe màu đỏ thì chắc chắn là xe cứu hỏa rồi. Nhìn phía trước này, nó có một cái đèn cảnh báo và một chiếc thang nữa. Đây này, những chiếc xe cứu hỏa nó sẽ có màu đỏ và chuyên đi dùng để chữa cháy đây. Xe cứu hỏa sẽ phun nước vào đám cháy. Ở kia có một đám cháy kìa, lại phun nước đi. Yeah, chiếc xe cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy rồi. Còn đây là chiếc xe gì? Có bạn nào biết không? Hay còn có một chiếc thập màu đỏ nhỉ? Tớ đang lái xe đây này. Bíp 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 bíp. Tránh đường ra nào. Đây chính là một chiếc xe cứu thương đây. Phía trên cũng có một cái còi cảnh báo này. Mỗi lần chạy trên đường, chiếc còi đấy sẽ rú lên ầm ĩ đấy. Em Cam ngồi lên đằng sau đi. Để chị chở em Cam đi nào. Ai mua xăng đi? Tớ bán xăng đây. Mọi người đi xe hết xăng mau vào đây mua đi. Mua đi. Ôi chú xe lo xăng mà gì. Sao nó khôn lấy được tớ. Ở đây có cây xăng nào không nhỉ? Mua xăng lại đây đi, mua xăng lại đây đi. À, có cây xăng 1.000 bán rồi. Nào lại đây là Cam ơi, xe của em thì hết xăng rồi nên không đi được đâu. Bây giờ để anh quay cái cần này thì xăng sẽ đổ vào xe nhá. Đấy, cột xăng này, có chữ ga này, 95 này, có cả dầu nữa. Đấy, lại đây, đấy, anh quay thế này một lúc là xe của em sẽ được bơm đầy xăng. Được rồi đấy, đi thôi. Chờ chị với. Ui, trèo lên đây khó thật đấy. Nhảy ai. Wow, ở đây có những bậc thang này. Trèo lên trên này. Đấy trèo là một bức tường à. Sau bức tường là gì? Ui, em Cam trèo nhanh thế. Ui, sao Cam lại nhảy xuống rồi? Trèo mất rồi. Wow, hóa ra là đằng sau bức tường này là một cái cầu trượt dài khổng lồ luôn. Và chúng ta sẽ trượt xuống cái nhà bóng. Anh cậu ơi, trượt xuống đây lần nữa đi. Cam ơi, đợi anh với. Ui, cao thật đấy. Đây anh, đây, ngồi đây. Chuột cửa này. Yeah, anh chuột đây. Tung bóng này, tung bóng này, tung bóng của người em Cam này. Chơi đồ chuột này rất thật đấy. Mình phải đi chuột thật lắm mới đỡ mới được. Ít rồi mẹ chuột ơi. Cẩn thận đấy Cam ơi. Các bạn gắn rồi. Em Cam đang ngồi vào trong một cái bánh xe khổng lồ à. Bởi vì em Cam nặng quá. Bây giờ em trèo lên này nhá. Để anh lăn này. Lăn cho em Cam này. Đấy, đấy, bánh xe đang lăn đây. Cam cẩn thận bị lộn tung phèo trong đấy đấy nhá. Cho hòa lộn tiếp này, cho hòa lộn tiếp luôn này. Ở đây còn có trò chơi nữa này Cam ơi. Ra đây anh em mình thi bắn khủng long đi. Ở đây có rất nhiều những cái súng phun nước to khổng lồ luôn. Nhiệm vụ của chúng mình là phải săn những con khủng long ở trong này. Đúng rồi đây. Khủng long đang ở trên đường phố. Cam ơi, bắn nước vào khủng long đi. Những con khủng long này sẽ bị đóng băng đây. Yeah, em Cam bắn siêu quá. Bắn nhiều mày tiếp này, bắn tiếp này, bắn tiếp đi. Ui, em Cam, nước của em Cam mạnh thật đấy. Trang ơi, tớ lôi được nó ra rồi, lôi được nó rồi. Tớ bắt được cái đầu nó rồi cậu ơi. Lôi ra đi, xem có phải là con chuột không. Ui, nó chắc lắm cậu ạ. Tớ lôi mà không lôi được. Cậu, kéo tớ với cậu ơi. Một, hai,
nó rồi này. Ui kìa, cái mắt nó còn đang nhìn tớ này. À cái con này. Con chuột mà lại có màu hồng à cậu ơi? Tớ không biết, tớ thấy nó chạy nhanh lắm. Ra đây cậu ơi. Nhìn này, cái mắt của nó vẫn còn đang lườm mình này. Wow, cái con này. Cái bên mắt bên kia thì lại nhắm tịt vào cậu ơi. Ui dồi ôi. Đấy cậu vừa nói xong, nó thò cả hai mắt ra luôn đây này. Đây là con gì? Không phải con chuột đâu Nhím ơi. Không phải con chuột à? Đúng rồi, người nó cũng có gai như cậu ấy. Có gai á? Thế thì đây là con nhím à? Ui, yêu thương đây này, sợ quá này. Hai mắt nhắm tịt lại đây này. Con này là con gì? Đây không phải là con chuột cậu ơi. Con gì mà lại có hai cái mắt lồi như thế này nhỉ? Wow. Ồ, trông lạ quá. Nhìn thì người như là con kiều ấy. À, con kiều hồng. Một con kiều hồng cậu ơi. Cậu nói thế nào ấy? Kiều ấy nó phải màu trắng cơ. Với cả kiều thì nó phải to chứ nó đâu có bé như này. Kiều nó có 4 chân mà nó ăn cỏ cơ. Con này nó lại chui vào hang thì chắc chắn con này là con nhím rồi đấy. Trên lưng nó có những cái đốm gai gai này. Có thể đây là con nhím con, nó chưa mọc gai cậu ơi. Thế thì thôi, mình lại thả nó đi. Ui, nhím ơi, quên cái con nhím đi. Tớ còn phát hiện ra có một con hay lắm. Con gì có hai cái đôi mắt màu đen xì đây này. Con gì? Người thì lại có khoang trắng khoang đen. Người lại có khoang trắng khoang đen. À thế là con ngựa vằn rồi. Ngựa vằn thì nó có vằn đen vằn trắng rõ ràng. Thế còn con này nó có đốm cơ. Các cái đốm màu trắng với màu đen ấy chứ không phải là cái vằn cậu ơi. Đâu rồi tớ xem nào. À nó đang ngồi kia kìa cậu ơi. Con này sao nó nhỏ thế nhỉ? Đây là con gấu trúc cậu ạ. Con gấu trúc này á. Nhưng mà sao nó lại ngồi đấy nhỉ? Đi nhẹ nhàng thôi nhá. Để tớ ra tớ bắt nó. Con này nhìn đẹp đấy. Ngộ nghĩnh đấy. Mình đi thế này mà cái con này nó không phát hiện ra mình. 1, 2, 3 bắt được rồi nha. Chùm vào trong áo này. Chạy đâu cho thoát, chạy đâu cho thoát. Bắt được rồi à? Đâu cậu ơi, nó ở đâu rồi? Nó ở trong túi tớ đây này. Đâu, cậu bỏ ra đây xem nào. Bắt ra cho cậu xem nhá. Đáng yêu vô cùng luôn. Ô. Rõ ràng tớ nhìn thấy nó là một con. Con này mà đây, sao bây này giờ ra nó lại là một cái túi bóng như thế này nhỉ? Cái này nó chỉ là một gói kẹo gấu trúc thôi cậu ơi. Kẹo á? Đúng rồi. Đâu? Kẹo hình con gấu trúc đây này. Ở phía sau này có mấy cái kẹo tròn đây này. Nó ra là đóng viên. Nó ở trong túi này à. Cậu thử mở ra xem nào. Ui, cái gói kẹo này nhiều thế này. Hai đứa, hai hồ mà ăn cậu ơi. Mì. Tớ phải đóng cửa ra nhá. Bởi vì tớ là người phát hiện ra đầu tiên. Cái gì đây? Oh man. Cậu ơi, một con gấu trúc thật. Sao con gấu trúc này lại lăn vào tớ như thế? Tớ đang ngồi ở đây, sao cậu lại lăn vào người tớ? À, cái túi kẹo ấy là của cậu ý. Kẹo gấu trúc là của bạn gấu trúc này. Cái kẹo này cậu làm rơi ở kia kìa. Tìm mãi không thấy đúng không? May là bọn tớ nhặt được đây. Thôi thế thì nếu của cậu thì bọn tớ giả cậu đây. Nhưng mà chia cho chúng tớ đi. Có vẻ như là đúng như là lời bạn gấu trúc nói đấy cậu ơi. Kẹo này còn in hình cả bạn ý ở trên đây này. Để cho nó không bị lẫn ý. Thôi được rồi, thế thì để tớ giả bạn gấu trúc. À, bạn ấy bảo là chia cho mình mấy viên này. Công mình tìm giúp hộ gói kẹo này cậu ơi. Thế được rồi, thế tớ với bạn Trang mỗi người sẽ lấy 5 viên thôi nhá. Đây, để tớ bốc ra tớ lấy đúng 5 viên nhá. Đây. Wow. Các cái viên này nó được đóng vào túi cậu ơi. Đấy. Có bạn nào biết đếm chưa? Đâu, cho tớ 5 viên tớ nào. Tớ đếm hơi bị siêu đây. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, đủ 5 chưa? Đâu? 1, 2, 3, 4. Ở đây mới có 4 viên mà. Cậu mới đưa 4 viên thôi, chứ không phải 5 viên đâu. À thế à, 1 viên nó rơi xuống dưới chân tớ đây này. Đây, 5 viên. Đấy, đủ chưa? Đủ rồi. Của tớ cũng đủ 5 viên rồi đây này. Đấy, còn chỗ này giả bạn gấu trúc nhá. Gấu trúc ơi, chúng tớ giả cậu này. Để tớ thử bóc cái kẹo của bạn gấu trúc này ra xem ăn có ngon không nhá. Cái vỏ kẹo cũng lại in hình một con gấu trúc này. Kẹo này người ta thiết kế tinh tế thật đấy cậu ạ. Nhìn cứ như là viên kẹo trứng ấy cậu nhỉ. À, bóc ra nó lại không còn màu đen nữa này. Nó là một màu trắng, để tớ thử ăn nhá. Bên trong nhân sô-cô-la. Đúng rồi, toàn sô-cô-la. Nhưng mà ăn ngọt quá cậu ơi. Ăn thế này nhá, dễ xấu răng lắm. Yeah!
Dím ơi, đừng ăn nữa. Nhìn phía sau con kìa, có một cái máy bay đang bị rơi. Đâu? Ui, một cái máy bay chở khách nhà cậu ơi. Tớ nhìn thấy nó dài dài. Mà sao, nó rơi xuống cái cánh đồng kia rồi. Bốc khói nghi ngút luôn cậu ơi. Chúng mình thử tiến lại xem đi. Đi, đây, ở đây là Trang ơi. Tớ thấy nó vừa rơi xuống cái bãi cỏ đây này. Nhìn này, tớ phát hiện ra, nó ở đây. Phải không cậu ơi, thấy màu trắng trắng đây này. Đúng rồi, cái máy bay vừa nãy nó cũng màu trắng trắng cậu ơi. Nhưng mà đây không giống máy bay lắm. Máy bay nó phải có cánh cơ mà. Đúng rồi, khả năng cao là nó bị rơi từ trên cao xuống cho nên nó bị rụng mất cánh cậu ạ. À, bị gãy mất hai cái cánh rồi à? Đúng rồi, bây giờ chúng mình phải đi tìm hai cái cánh cho bạn máy bay này đi. À, đúng rồi. Tớ thấy ở bên hông này còn có cả đèn đây này. Chứng tỏ chỗ này có một cái cánh này. Chỗ này cũng có một cái cánh này. Còn đây là những cái cửa sổ cho hành khách nhìn ra ngoài đây này cậu ơi. Đúng rồi, đây là một chiếc máy bay chở khách rồi. Thế cái cánh đâu nhỉ? Cánh nó rơi xuống thì nó cũng chỉ rơi ở xung quanh đây thôi. Mau đi tìm đi cậu ơi. Nhìn xung quanh đi. Cánh máy bay à? Cánh máy bay thì trông nó như thế nào nhỉ? Cánh máy bay chắc chắn là nó phải dài dẹt dẹt rồi. À, đây, phát hiện ra có một cái cánh màu vàng ở đây. Nani? Wow, đây có phải là cái cánh của cái máy bay không nhỉ ơi? Cậu tìm được rồi à? Đâu đây, tớ xem nào. Đây, cậu thử lắp vào đi, xem đúng không? Cậu bị làm sao thế? Đây làm gì có phải cánh của cái máy bay? Đây là quả chuối mà. Quả chuối, để bóc ra, để ăn đây này. Cậu nhặt được quả chuối ở đâu đây? Tớ nhặt được ở gần cái hang của con chuột này này. Đây không phải là cánh máy bay. Đây chắc là quả chuối. Con chuột nó đi nó hái trộm ở đâu về. Nó đang công về hang đây. Ui giấy ơi, thế mà làm tớ cứ tưởng ở chỗ nào nhỉ? Cái cánh thì nó chui đi đâu được? Quay lại thật đấy. À, đây rồi. Trang ơi, tớ tìm được một cái cánh rồi này. Cánh có cả tên máy bay luôn. A380. À, tên của máy bay này là A380 à? Đúng rồi, một đây là máy bay chở hành khách. Nhưng tại sao nó lại bị gặp nạn cậu nhỉ? Đây đúng là một bên cánh phải của nó thôi. Thế còn một bên cánh trái đâu? Cánh trái đâu nhỉ? Chắc chắn nó cũng ở xung quanh đây thôi. Tìm tiếp đi cậu ơi. Để tớ sẽ tìm cái cánh máy bay ở bên trái cho cậu xem nhá. Tớ tìm thấy rồi này Nhím ơi. Vừa mới nói xong mà cậu đã tìm được rồi à? Đâu Trang ơi, đâu? Không phải là tớ tìm được cái cánh máy bay mà là tớ tìm được một quả cam. Một quả cam á? Đúng rồi. Nhìn này, trông nó lạ chưa? Nó còn có cả hai cái mắt này cậu ơi. Mà mắt nó sao trông cứ giận dữ thế nhỉ? Đâu thử xem nào. Ồ, cái quả cam này nhìn nó cũng hợp với cậu đấy cậu ơi. Cái mồm nó nay còn bị trù hết cả da này. Trông cái mồm nó buồn cười nhỉ cậu nhỉ? Ui, ai ôi, nó vừa bắn cái gì vào mặt tớ ấy cậu ơi. Ai? Nó vừa bắn cái viên tròn này này cậu ơi. Viên này từ mồm của nó ra đấy. Thế đây không phải là quả cam bình thường à? Ồ, đây là một quả cam chuyên bắn zombie. Ui giời ơi, thế mà cứ tưởng quả cam thật. Thôi, lại trả lại đi. Tớ đây bảo cậu là chỉ tìm cái cánh máy bay thôi. Cậu cứ tìm toàn hoa mấy quả linh tinh gì ấy. Kỳ lạ thật. Tìm mãi xung quanh đấy mà không thấy cái cánh đâu. Ồ men. Cậu ơi, có con gì đấy? Con gì? Sao trông nó lạ chưa này cậu ơi? Nó cứ giơ hai cái càng lên này cậu ơi. Là con cua rồi. Con cua à? Trên cái mặt nào? Đúng con cua không? Ôi đúng rồi, nó còn đang cười đây này. Thế nhưng mà nó đang cầm cái gì này cậu ơi? Tớ không biết được. Này, con cua kia, đứng lại xem nào. À, con cua này nó tha một cái cánh máy bay. Bảo sao mà chúng mình tìm mãi không thấy đâu. Đúng rồi, mình tìm khắp ở đấy, chả thấy đâu. Thì ra là cái con cua này, nó tha đi mất này. Chắc là nó tưởng cái gì lạ, nó định tha về hang nó để nó làm tổ đấy cậu ơi. Kia kìa, chạy đi mất rồi kia kìa. Nó sợ mình bắt nó lên rồi, thôi kệ nó. Để tớ ra, tớ lắp tiếp vào cái máy bay xem thế nào nhá. Cậu lắp vào đi. Đây, đây là cái cánh của máy bay không? Đúng rồi chứ còn gì nữa. Lắp tạch một cái này, đấy. Wow. Bây giờ nó đã làm cái máy bay hoàn chỉnh rồi. Chắc là có thể bay được lên rồi đây. Ủa đấy. Vẫn còn đèn năng lượng này. Đúng rồi, đèn vẫn hoạt động đây này. Tớ thả tay ra cái là nó bay lên luôn đây này. Cậu nhìn nhá. Bay đi này. Ui, nó đang bay xuyên trên trời rồi kìa cậu ơi.